Đây là một câu chuyện tình cảm có thật của một anh chàng học sinh. Cái chuyện tình này nó éo le và bi đát tới cái mức mà tôi đọc còn cảm thấy oang ta la văn. Và tôi nghĩ là cái thời mà học sinh mới lớn thì chắc chắn cũng có một số bạn bị rơi vào cái hoàn cảnh giống như thanh niên này. Thì nhân vật chính của câu chuyện này tên là Hải. Tầm giờ này của 12 năm trước thì Hải chuẩn bị bước vào lớp 10. Cậu này thì nhìn dáng vẻ bên ngoài đậm chất một city boy, khá là cao ráo, thanh thoát, nước da trắng, khuôn mặt thì cũng khá là ưa nhìn, ăn mặc thì hợp gu. Nhưng cậu này thì sống khá là khép mình và ít nói, cũng như là bạn bè cũng chẳng mấy khi thấy cậu ấy cười. Hỏi té ra thì mới biết là hồi cậu ấy lên 3 tuổi bố mẹ cậu ấy đã chia tay nhau. Vì muốn cho cậu ấy cuộc sống tốt hơn và tương lai tốt hơn, vậy nên mẹ cậu ấy đã làm việc rất là nhiều và làm việc rất là cật lực, làm việc chăm chỉ tới cái mức mà quên luôn cả cậu ấy, quên đi luôn cả cái cảm giác của con trai mình. Và từ đó trở đi thì cậu ấy luôn sống khép mình và rất là tự ti về tất cả mọi người. Chính vì thế nên là cậu ấy không có quá nhiều bạn bè. Từ bé đến lớn cậu ấy chỉ có duy nhất hai người bạn thân, đó là thằng Cú Quân và bé Thủy. Mấy đứa nó thì đều ở gần nhà nhau cả và lớn lên cùng với nhau. Tối hôm đó sau khi mà cơm nước xong xuôi thì Hải định lên trên phòng chơi game, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là cái Thủy gọi đến. Alo, Hải à, tối nay mày có bận cái gì không? Đi uống nước với tao với thằng Quân không? Ở ngoài ngã 6 ấy có cái quán trà sữa mới mở, ngon và chill lắm. Hải cũng ngập ngừng một lúc rồi trả lời lại, tối nay thì tao cũng không bận gì cả, là mà chúng mày đi thì nhớ qua nhà gọi tao. Ê Thủy nói ok ok rồi cúp máy cái rụp. Được đâu đó khoảng 15 đến 20 phút sau thì nói với thằng Quân ý ới ở ngoài cổng, Hải ơi, Hải ơi, đi thôi. Rồi sau đó thì Hải dắt xe ra rồi mấy đứa nó đi ra quán trà sữa ở ngoài ngã 6. Chúng nó đã đặt bàn từ trước vậy nên mới đến thì đã có bàn rồi. Ngồi vào bàn, trong lúc đợi đồ uống thì ba đứa bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Mồm cái Thủy bắt đầu liên thoáng, chúng mày đã quyết định sắp tới học trường nào chưa? Với tao thì tao chắc chắn sẽ học trường chuyên rồi, vì điểm của tao dư so với điểm đậu 2 đến 3 điểm liền. Nghe cái Thủy nói đến đây thì thằng Quân đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O luôn. Gớm mặt nhờ, mày điểm cao thế á. Thế là mặt cái Thủy vênh lên trông rất là đắc chí, chỉ có Hải bây giờ là hướng đôi mắt về xa xăm vô định. Điều gì mà khiến bạn hay phải trầm tư nhất? Chắc hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta có rất là nhiều điều khiến bản thân phải suy nghĩ. Khi mà Hải đang hướng đôi mắt nhìn xa xăm và tận hưởng cơn gió nhẹ nhẹ ở bên ngoài cửa sổ, tuy là đang ngồi ở bên trong nhà nhưng dường như tâm trí của Hải đã hòa mình vào đám xe cộ ngoài kia. Cái sự ồn ào và tiếng inh ỏi của còi xe khiến cho bên trong Hải cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu hơn. Một cái tâm hồn mà nó đơn điệu trống rỗng thì đôi khi cũng chỉ cần có như vậy. Đang ngồi chiu chiu phiu phiu thì bỗng dưng cái Thủy vỗ vai, ê này mày, sao ngồi thờ ra mà mặt như ngỗng ỉa thế? Lần sau mà không thích đi thì nói với bọn tao. Thế là lúc này Hải xua xua tay, à không, không phải đâu, tao chỉ đang suy nghĩ một tí thôi mà. À mà trà sữa đến rồi kìa, chúng mình ngồi uống đi. Thế là ba đứa nó lại bắt đầu tập trung uống trà sữa và ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ngồi được một lúc thì dường như thằng Quân nhớ ra cái gì đấy và cất giọng hỏi, mà Hải này, hôm trước tao sang chơi thì tao nghe mẹ mày nói là mày chọn trường công lập ạ. Học lực của mày cũng khá giỏi mà, không đậu trường chuyên thì chọn trường khác nó tốt tốt một tí, chứ trường kia tao thấy nhiều học sinh hư lắm, học hành như mày thì làm sao ở đấy được. Ấy thằng Quân thắc mắc như vậy thì Hải cũng gãi gãi đầu rồi cười nói, tao thì tao cũng băn khoăn nhiều lắm, trường tốt thì xa nhà quá nên là tao quyết định học ở cái trường đó. Ở đó thì có chị nhà bác tao làm hiệu phó, như thế thì mẹ tao sẽ yên tâm hơn. Với lại là tao ở đấy cũng thấy mấy cái nước tốt mà, chứ không phải là nước nào cũng hư rồi nghịch đâu. Thấy thằng bạn thân nó đã quyết định như vậy rồi, thế nên là thằng Quân cũng chả hỏi gì thêm. Ba đứa đang ngồi thì bỗng nhiên có một đứa em gái ở bàn bên chạy sang. Cô bé này thì khá là tươi tắn và xinh xắn. Nó chào hỏi ba đứa một cách lễ phép rồi hướng về phía Hải. Em chào các anh chị ạ. Anh ơi cho em hỏi anh có phải tên là Hải học ở lớp 9A1 không ạ? Hải gật đầu và trả lời đúng thì con bé liến thoáng. Anh có nhớ em không ạ? Em là cái cô bé mà hôm bế giảng anh gặp ấy. Hôm đấy gió to thế là em bị bay cái ô lên cây. Anh là người trèo lên trên đấy lấy cái ô xuống giúp em đấy. Chưa kịp cảm ơn anh thì anh đã đi rồi. May quá, hôm nay thì lại gặp anh ở đây. Nếu như mà được gái xinh xin số thì cảm giác lúc đấy nó sẽ như thế nào? Ấy thế cơ mà lộc thì bất tận hưởng, có phải là anh em nào cũng có cơ may đấy đâu? Nam chính của chúng ta thì đã có cơ hội đấy rồi, nhưng sau đấy thì anh ấy sẽ xử lý nó ra sao? Sau khi mà nghe bạn nữ kia nói như vậy thì trong đầu Hải bắt đầu loát. Ờ, hình như là như thế thật. Thấy Hải cứ ngơ ngơ ra, thế là em gái kia lại tiếp lời. Hôm đó ấy, sau khi mà anh lấy ô cho em xong thì em chưa kịp nói cảm ơn anh gì cả. Hôm nay gặp anh ở đây thì có thể cho em mời anh trà sữa coi như là thay lời cảm ơn được không ạ? Và lát nữa thì anh có thể cho em số điện thoại hay là Facebook của anh được không ạ? Em hứa em sẽ không làm phiền đâu ạ. Nói rồi mặt con bé đỏ ửng hết cả lên, dùi chiếc điện thoại về phía của Hải. Ui trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Pha này mà gặp phải mấy anh em FA thì úi rồi ôi luôn. Nam chính của chúng ta thì FA có thâm niên ở trong ngành rồi, thì cái cơ hội 10-10 tốt trời cho như thế này, tại sao mà không nắm lấy đúng không? Chẳng lẽ lại để chuyện tình ta vụt mất như mấy ông trèo cây chuối bôi mỡ? Vậy mà bây giờ lúc này mặt của Hải lạnh tanh không một vết xước, nhìn con bé rồi đáp lời. Chuyện đó thì anh thấy là cũng nên làm và không có gì to tát cả, nên là chúng anh không cần mời trà sữa đâu. Cảm ơn tấm lòng của em và anh không có thói quen cho số người lạ và cũng không dùng Facebook luôn, nên là em thông cảm nhá. Nói rồi Hải gọi Thủy và Quân đứng dậy để ra về, để lại con bé ngồi đấy mặt ngắn tũn và hụt hẫng. Lúc đi xuống nhà thằng Quân mặt rất là khó hiểu và hỏi Hải, mày đang giả lai không hiểu hay thật sự không hiểu ý của con gái nhà người ta thế? Trời ơi, con bé đấy nó xinh gái trắng trẻo đáng yêu như thế, nó là á khôi của khối lớp 8 đấy. Hải chỉ cười cười rồi đáp lại, tao hiểu nhưng mà tao không thích. Mày mà thích nó ấy thì đi ra và cho nó số. Thằng Quân cũng lắc đầu nhún vai kiểu rất là bất lực. Thủy đi cạnh đấy thì cũng bắt đầu thêm lời mắm muối, đúng rồi bạn Hải của chúng ta đẹp trai cao ráo nên là có quyền mà, phải kêu tí thì nó mới có giá, với lại con gái nó mới thích, phải không Hải nhở? Thế là ba đứa cười ầm lên rồi lấy xe đi ra về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ nghỉ sau khi vượt cấp của Hải cũng sắp hết. Hai ngày nữa thì Hải sẽ phải lên trường để đi nhập học. Chiều hôm đó Hải đi loanh quanh mua thêm ít quần áo và đồ dùng học tập, cũng như là cặp và sách vở mới. Và cũng chính là cái khoảng thời gian định mệnh này, Hải đã bị say vì đã lỡ uống nhầm phải một ánh mắt xinh đẹp.
Con trai thì thường yêu bằng mắt, còn con gái thì yêu bằng tai. Lời của các cụ ngày xưa dạy thì cấm có sai. Anh em con trai thì ông nào chẳng thích cái xinh cơ đúng không? Lại thêm cả cái combo hiền lành ngoan ngoãn nữa thì quá tuyệt vời. Thì hôm đấy trong khi mà đi mua thêm đồ dùng học tập rồi sách vở, Hải đã gặp ngay một người con gái như vậy. Sau khi mà chọn xong sách vở cũng như là một số đồ dùng học tập, Hải đưa tất cả mọi thứ ra quầy thanh toán để tính tiền. Thì bỗng dưng có một khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười hiền hậu quay sang và nói với Hải thế này: em trai thanh toán hả? Vậy em đợi chị một chút nhá, chị thanh toán xong cho chị gái này rồi thanh toán cho em nha. Trời ơi, ngọt ngào đến mây cũng tan thành mây. Cơ mà cái ngọt ngào này thì không tan thành mây mà còn khiến Hải đổ gục. Người đâu mà đã xinh đẹp lại còn dịu dàng dễ mến nữa chứ. Hải chỉ vâng khe khẽ rồi nghĩ trong đầu: quái nhở, mình rất hay mua quán này, sao không biết bà này ta. Sau khi mà thanh toán xong cho bà chị kia thì bắt đầu đến lượt Hải. Lúc này đối diện với người đẹp thì Hải khá là bối rối nên cầm đồ rơi mấy lần. Chị gái kia thì cũng nhận ra Hải đang rất là bối rối nên là cũng chỉ cười khẽ. Lúc thanh toán tiền thì Hải dùng hết can đảm để hỏi chị gái này: chị là nhân viên mới ở đây à? Chị gái này nghe thấy vậy thoạt đầu cũng rất là ngạc nhiên, sau đó thì cũng chỉ cười nhẹ và đáp lời: chắc là em cũng rất hay mua đồ của nhà chị có đúng không? Vì là chị học đại học ở trên Hà Nội rồi làm việc ở trên đấy nên là rất ít khi chị về nhà. Đợt này chị chuyển công tác về đây làm việc, nhà bận việc mà chị đang rảnh nên là chạy ra đây giúp. Em năm nay lên lớp 10 à? Chị gái thân thiện như vậy nên là Hải cũng thấy thoải mái hơn. Gãi gãi cái đầu rồi Hải trả lời: dạ vâng ạ. Nhà chị cũng có em gái hay là em trai cũng lên lớp 10 ạ? À, chị gái kia cũng vui vẻ đáp lại: à không, em gái chị thì năm sau. Sắp tới thì em có học ở trường A không? Hải trả lời là có thì chị gái kia lại càng sửng sốt hơn: ô thế á, sắp tới là chị nhận công tác ở trường đấy đấy. Chị sẽ lần đầu tiên làm chủ nhiệm của một lớp khối 10. Sao trùng hợp thế được nhở? Hải cũng chẳng biết trả lời như thế nào, cũng chỉ cười cười. Phải chăng đây lại là một cái định mệnh sắp đặt nào đó? Đôi khi có những cái điều mà chúng ta không hề ngờ đến thì nó lại đến một cách rất là bất ngờ và trùng hợp đến lạ thường. Hôm đấy về nhà, Hải cứ thần tha thần thơ rồi suy nghĩ mông lung. Hải ước gì cái chị gái vừa rồi dạy lớp Hải thì tốt biết bao. Cứ như thế rồi Hải chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm đấy thì ngày tựu trường cũng đã đến. Hải đến trường nhận lớp rồi ngồi cùng với rất là nhiều các bạn mới. Đây là lần đầu tiên mà cậu có cảm giác nó lạc lõng như thế này. Ngày xưa từ hồi còn học mẫu giáo cấp 1, cấp 2 thì đều có thằng Quân, con Thủy đi cùng. Ba đứa kiểu gì cũng học cùng lớp và ngồi gần nhau. Lần này thì chỉ còn lại mỗi Hải. Cùng với cái tính cách rụt rè, ít nói, khép mình thì Hải đã lạc lõng lại càng lạc lõng hơn. Đổi lại được cái là đẹp trai, nhìn thì lại trông nạnh đùng boy nữa, thế là một số bạn gái trong lớp trông rất là mờ lem. Nhưng nói chung thì Hải cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, vậy nên là chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chống trường báo hiệu vào học được đâu 5-10 phút thì ở gần cửa ra vào có đứa hô to lên: cô giáo chủ nhiệm đến rồi, về chỗ đi. Thế là cả bọn nháo nhác ngồi về chỗ đợi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Khi cô giáo bước vào lớp thì Hải dõi theo từng bước của cô một cách đầy kinh ngạc. Cô ta áo dài thướt tha yêu kiều, khuôn mặt trái xoan dịu dàng hiền hậu, đôi mắt tròn sáng và đen láy, màu tóc hạt rẻ xõa ngang lưng, và đó không ai khác chính là chị gái bán đồ dùng học tập sách vở mà hôm Hải đã gặp. Hôm nay tuy là lớp trang điểm của chị gái đấy hơi đậm hơn so với lần trước, nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu cùng với nước da trắng thì không thể nào lẫn đi đâu được. Sao cuộc đời này có những cái nó trùng hợp đến lạ thường thế nhở? Hải suy nghĩ trong bụng. Sau khi tiết mục bài chào lớp xong thì chị gái kia bắt đầu giới thiệu về bản thân: chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thảo, Trịnh Thu Thảo. Bắt đầu từ hôm nay thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình 10A2, cũng như sẽ là giáo viên dạy bộ môn toán. Cô năm nay 25 tuổi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Cả lớp vỗ tay rào rào cùng một vài tiếng cười khúc khích. Hi, chúng mày ơi, cô giáo Thảo đấy nhá, cô giáo Thảo nhá. Hải nghe thấy thế sau tự nhiên thấy khó chịu trong lòng. Chúng nó đúng là mấy cái đồ chẳng ra gì. Cơ mà cô giáo Thảo thì là làm sao hả mọi người?